Prom nhé. Là quý em Prom nhé. Chúng mình cùng ăn sáng rồi chuẩn bị đi chơi nào. Ăn sáng xong uống cốc trà sữa rồi mới đi cơ. Cho mạnh lên. Mạnh. À quên, phải hoạt động cho nó tiêu bát phở đã rồi mới đi chơi tiếp. Đâu ơi, con trượt từ trên xuống đi. Trượt cầu trượt từ trên xuống đi. Giới thiệu về ngựa đi. Thank you.